Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Mình Hiền rất vui khi được gửi tới quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 7, quan tài của Đại úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, được đưa về nhà một người thân ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng để tổ chức tang lễ. Trưa 31 tháng 7, trong căn nhà nằm cuối đường Nguyễn Khuyến, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, người thân và đồng nghiệp tập trung tổ chức tang lễ cho Đại úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, cán bộ cảnh sát giao thông trạm Madagui. Người thân, đồng đội đứng chật kín không gian làm lễ. Ai cũng tiếc thương cho số phận ngắn ngủi của Đại úy Sáng. Đại úy Sáng là một trong ba cán bộ công an hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Sáng người gầy gò, đứng chắp tay hướng về dòng người đến viếng con trai, ông Lê Ngọc Vĩnh, 72 tuổi, quê Hà Tĩnh, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc về sự ra đi đột ngột của con. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng người cha già vẫn chưa thể chấp nhận nội chuyện con trai hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ông Vĩnh cho biết, theo kế hoạch, gia đình từ quê nhà ở Hà Tĩnh vào Lâm Đồng, nơi anh Sáng công tác, để tổ chức lễ cưới cho anh. Thế nhưng chuyến đi tưởng chừng như là hạnh phúc thì cả gia đình lại đón con về trong cảnh mất mát, đau thương. Ông Vĩnh nhận lời, chia sẻ. Hai con vừa làm đám hỏi xong, dự định 30 tháng 7 âm lịch này hai bên gia đình tổ chức tiệc cưới, nhưng không ngờ con không còn nữa. Khi nghe tin con gặp nạn, gia đình chết lặng, gia đình tôi tức tốc bay vào cùng con. Ông cho biết, sau khi ra trường, Sáng được chuyển về công an tỉnh Lâm Đồng, công tác ở phòng cảnh sát giao thông. Gia đình hiện tại ở Hà Tĩnh, trong Lâm Đồng chỉ có mỗi Sáng. Trong không khí tang thương, người vợ sắp cưới của Đại úy Sáng ngồi thẫn thờ bên trước quan tài, nhìn dòng người đến thắp hương cho chồng sắp cưới rồi bật khóc nức nở. Một cán bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng chia sẻ, đồng chí Sáng luôn hết mình vì công việc, sống nghĩa tình với anh em. Sáng mới tổ chức đám hỏi, dự định tháng tới làm đám cưới, nhưng không ngờ tai họa ập đến đúng lúc, ngày hạnh phúc nhất đang cận kề. Nhận tin chồng gặp nạn, chị Huệ, vợ thượng úy Lê Quang Thành và con gái khóc ngất di chuyển gần 130 km xuống hiện trường với hy vọng tìm kiếm một phép màu. Thế nhưng tất cả đã không xảy ra, anh Thành đã mãi mãi ra đi. Thân nhân thượng úy Lê Quang Thành cho biết, sáng sớm 30 tháng 7, sau khi ăn sáng cùng gia đình, anh Thành lên đường xuống chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc để cùng đồng đội phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự cố liên quan tới sạt lở đất tại một số vị trí trên tuyến đèo này. Không ai có thể ngờ được đó là giây phút cuối cùng của gia đình anh Thành được đoàn tụ bên nhau. Đối diện với thi thể của chồng, chị Huệ và con gái khóc ngất. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chị đã mất chồng, các con của chị mất cha. Đó là nỗi đau không gì bù đắp được. Trong nhà vĩnh biệt của Trung tâm Y tế huyện Đạ Huai, chị Vân, người thân của thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, trong tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn cho biết. Sáng 30 tháng 7, anh Thường gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của cha mình. Anh Thường nói với gia đình, anh đang đi tuần tra giao thông và khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 7, cả nhà bàng hoàng khi nghe tin đất đá vùi lấp trạm cảnh sát giao thông. Vợ của anh Thường giờ suy sụp hoàn toàn, đi không nổi nữa. Quá đau đớn. Đại tá Trần Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ba cán bộ công an thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui bị đất đá vùi lấp và hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để ghi nhận sự công sức và đóng góp của ba cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ ngành sớm công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. Ngày 31 tháng 7, sau khi thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở được tìm thấy, Đại tá Trương Minh Đương đã có thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và phân tuyến, phân luồng, hỗ trợ người dân tham gia giao thông, đồng thời quan tâm, động viên giúp đỡ gia đình các cán bộ đã hy sinh, góp phần làm vơi đi nỗi đau, nỗi mất mát. Theo nhận định ban đầu, lượng mưa tại tỉnh Lâm Đồng lớn, cộng với nền đất ba gian yếu nên thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất. Theo thống kê của tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có khoảng 163 điểm bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Liên quan tới vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác cứu hộ cứu nạn, tránh sự cố, chồng sự cố. Sáng 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường sạt lở. Ông đề nghị việc khắc phục hậu quả phải tiến hành khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đến gia đình thượng úy Lê Ánh Sáng ở phường 2 thành phố Bảo Lộc, Phó Thủ tướng động viên, chia buồn sâu sắc tới thân nhân cán bộ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, người dân bị đất đá vùi lấp. Ông yêu cầu tỉnh Lâm Đồng trích kinh phí, bố trí lực lượng hỗ trợ, tổ chức tang lễ cho các cán bộ chiến sĩ và người dân.
Sau đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2023, Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn liên tục kéo dài, kèm theo lốc xoáy, sạt lở đất. Trong đó có 8 trận mưa lớn, 6 trận lốc xoáy, 4 vụ sạt lở đất gây hậu quả làm 9 người chết, 4 người bị thương, hư hỏng, thiệt hại 224 căn nhà và 176 hecta cây trồng của người dân. Ước tính tổng thiệt hại từ các vụ việc trên khoảng trên 18 tỷ đồng. Cũng theo ông Hiệp, trong tháng 6 và tháng 7 2023, do lượng mưa nhiều, kéo dài, làm nền đất yếu, gây ra vụ sạt lở đất tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc thuộc địa phận huyện đảo Hawaii đã khiến 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Tại Lâm Đồng, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình từ 1.750 cho tới 3.150mm trên năm, là tỉnh có lượng mưa luôn cao hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, năm 2021, trong lượng mưa đạt 2.102mm, năm 2022 đạt 2.251mm và 7 tháng đầu năm 2023 đạt 1.219mm. Một số thời điểm lượng mưa tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc rất cao, đạt từ 100mm đến 190mm trên ngày, làm nền đất bị yếu, gây sạt lở. Tỉnh Lâm Đồng có diện tích đất tự nhiên hơn 977.000 ha. Địa hình chủ yếu là đồi núi, độ cao từ 200 cho tới 1.500m so với mực nước biển, chủ yếu là đất đỏ ba san, đất phù sa, có độ dốc cao. Kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sạt lở đất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài, ông Trần Văn Hiệp thông tin. Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng cho rằng một số địa phương trên địa bàn chưa kịp thời rà soát toàn bộ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, nhất là khu vực đồi dốc, khu vực có ta luy dương âm cao để chủ động cảnh báo, sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát, toàn tỉnh Lâm Đồng có đến 163 vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất. Tỉnh Lâm Đồng đã di dời được 94 hộ dân, còn 150 hộ dân cần tiếp tục di dời khi tình hình mưa lớn tiếp tục diễn ra. Theo ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin, toàn tỉnh có 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao. Trong bối cảnh giao thông tại địa phương đang bị chia cắt, ông mong muốn Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường do Bộ quản lý. Ông Quận mong Phó Thủ tướng quan tâm thúc đẩy các bộ ngành, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy dự án cao tốc. Đối với 163 điểm sạt lở và có nguy cơ, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, báo cáo tỉnh đang đánh giá lại và đã đánh dấu trên bản đồ. Sau khi khảo sát xong các điểm sạt lở, tỉnh sẽ khuyến cáo cụ thể. Ngoài ra, trong ngày 31 tháng 7, tỉnh sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình nhà tạm dọc tuyến đèo Bảo Lộc. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, Bộ đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khảo sát hơn 163 điểm sạt lở trên các tuyến đường để có phương án xử lý, ngăn không để xảy ra các vụ việc tương tự. Ông Thọ nói, phương án ứng trực trong giai đoạn thời tiết diễn biến cực đoan, luôn tính cả phương án sạt đường, nứt đường và giải pháp khắc phục để nối lại giao thông nhanh nhất nếu có sự cố. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương sự kịp thời trong công tác triển khai cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng tham gia. Các lực lượng đã không quản khó khăn, vất vả, nguy hiểm, dầm mình trong mưa để tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả sạt lở và nỗ lực khai thông đường bị đất đá vùi lấp. Đánh giá tình hình mưa lũ ở Lâm Đồng ngày càng phức tạp, khó lường, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát các điểm và khu vực sạt lở để có biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do mưa bão.